Dương Chiến và Thanh Mai rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Bình Thuận hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận với sự đồng hành của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Tổng công ty Phát điện 3 và Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Quý vị thân mến, không chỉ chứng kiến sự phát triển của địa phương mà dòng sông La Ngà từ bao đời nay đã trở thành mạch sống cho vùng đất chuyên về sản xuất nông nghiệp như huyện Tánh Linh. Tuy nhiên, làm thế nào để vừa khai thác vừa bảo vệ tốt nhất dòng sông này? Câu trả lời sẽ có trong chương trình hôm nay. Để mỗi địa phương phát triển, không chỉ có giải pháp lâu dài mà còn có cả những con người chung tay góp sức vì cộng đồng. Nhưng trước tiên phải cần có sức khỏe, thưa quý vị. Sự tận tụy của đội ngũ y bác sĩ chính là chìa khóa để mỗi bệnh nhân vững tâm điều trị bệnh. Điển hình trong đội ngũ này sẽ được giới thiệu ở phần sau của chương trình. Ngoài ra, ở cao điểm du lịch hè, nhiều người lựa chọn Bình Thuận để nghỉ dưỡng và không thể bỏ qua thành phố biển Phan Thiết trên hành trình này. Tất cả những nội dung trên sẽ được đề cập trong chương trình hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi những tin tức trong Bình Thuận 24/7. Xin mời chị Yên Đăng. Xin được cảm ơn chị Thanh Mai và anh Dương Chiến. Tích cực phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực. Sản xuất điện vận hành đảm bảo an toàn, nhất là trong cao điểm nắng nóng vừa qua. Đồng diễn hưởng ứng ngày quốc tế yoga tại thành phố Phan Thiết. Vận động viên Bình Thuận nỗ lực gặt hái huy chương tại giải vô địch trẻ CURAD quốc gia. Vừa rồi là nội dung chính trong Bình Thuận 24/7. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được đẩy mạnh triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi rõ là hệ thống thông tin nền tảng số do các sở ngành tập trung triển khai thực hiện như hệ thống điều hành chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ viễn thám, sử dụng thiết bị di động phục vụ tuần tra, quản lý, xác minh, giám sát tài nguyên rừng, số hóa quy trình triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Bình Thuận. Riêng ngành nông nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp 100.000 tem QR code truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản, thủy sản sản xuất theo chuỗi cung ứng an toàn, đồng thời hướng dẫn vận động doanh nghiệp xây dựng website quảng bá sản phẩm lợi thế của địa phương. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt danh mục các mô hình thí điểm thuộc chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới đợt 3 giai đoạn 2021-2025. Tỉnh Bình Thuận được giao thực hiện mô hình tuyến đường xanh, kênh mương sạch, cánh đồng không rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, thực hiện tại xã Nam Chính, huyện Đức Linh. Theo kế hoạch, kinh phí thực hiện công trình hơn 12 tỷ đồng. Từ nay đến năm 2025, công trình sẽ thực hiện nâng cấp 7 km kênh thủy lợi, tạo thêm tính thẩm mỹ về cảnh quan, đồng bộ về kết cấu để tăng cường khả năng ứng phó thiên tai, hướng tới hình thành nên cánh đồng mẫu về sản xuất an toàn, bền vững. Cùng với đó, trồng hoa cây xanh dọc theo các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và kênh thủy lợi được nâng cấp có liên thông kết nối với nhau trong phạm vi thực hiện mô hình với chiều dài 12 km. Đây là mô hình mẫu về cảnh quan xanh sạch đẹp giữa khu dân cư và vùng sản xuất với kết cấu hạ tầng đồng bộ, thống nhất theo hướng nông thôn bền vững hiện đại. Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng diễn ra gay gắt trên cả nước, nhất là trong 2 tháng vừa qua, khiến sản lượng điện tiêu thụ trong ngày tăng cao kỷ lục, nên nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 được huy động ở mức tải cao nhằm đảm bảo an ninh năng lượng điện quốc gia, ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình. Những ngày qua, hai tổ máy của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 luôn được huy động ở mức đầy tải. Để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống thiết bị hai tổ máy, lực lượng trực vận hành được công ty nhiệt điện Vĩnh Tân bố trí tăng cường. Trong bối cảnh nhu cầu phụ tải của hệ thống điện quốc gia tăng cao kỷ lục trong những ngày qua, lực lượng vận hành sản xuất điện ở nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 được duy trì với tinh thần trách nhiệm cao. Hiện tại mùa khô nó đang rất là căng thẳng, lưới điện đang rất là nhu cầu cái phụ tải đang rất là cần. Do đó lãnh đạo công ty cũng đưa ra các yêu cầu đối với các quản lý viên là tăng cường giám sát cái công tác thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành. Ngoài ra thì quản lý viên thì được công ty cũng tập huấn giống như là công tác an toàn điện hay là an toàn vệ sinh lao động, nâng cao cái tinh thần trách nhiệm là luôn luôn giám sát kỹ thiết bị vận hành phải đảm bảo an toàn là trên hết.
Nhờ chủ động trước khi vào cao điểm sản xuất điện mùa khô, nên hoạt động sản xuất điện ở nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 từ đầu năm đến nay được thuận lợi, an toàn tuyệt đối ở mức tải cao. Bên cạnh kiểm soát tốt các chỉ số an toàn, môi trường, lượng than tồn kho ở nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 luôn ở mức cao hơn so với quy định, đảm bảo phục vụ cho nhu cầu sản xuất điện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cuối năm 2023 thì các tổ máy ở Vĩnh Tân 2 cũng đã được đại tu, tiểu tu hoàn thành và đưa vào vận hành kịp tiến độ. Ngoài ra thì phía công ty ngay từ đầu năm thì cũng đã có chuẩn bị những cái nội dung cần thiết, nhất là vấn đề về nhiên liệu. Thì ngay từ đầu năm công ty cũng đã có những cái hợp đồng của các cái đối tác cung cấp đủ nhiên liệu để vận hành suốt mùa khô và cả năm 2024. Tính tới ngày 31 tháng 5 vừa qua, tổng sản lượng điện sản xuất của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 trên 3,5 tỷ kWh, đạt trên 47% kế hoạch năm. Gần 100% lượng tro xỉ phát sinh trong quá trình sản xuất điện của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 được các đối tác đưa đi tiêu thụ, giúp giảm tối đa áp lực lên bãi chứa. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày Quốc tế Yoga năm 2024. Hơn 600 huấn luyện viên, học viên và người dân yêu thích bộ môn này đã tham gia đồng diễn yoga tại công viên biển Đồ Dương, thành phố Phan Thiết. Với chủ đề Yoga trao quyền cho phái đẹp, đây là năm thứ 10 liên tiếp Ngày Quốc tế Yoga được tổ chức. Hoạt động nhằm tăng cường phát triển phong trào tập luyện yoga, rèn luyện sức khỏe trong nhân dân, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Thuận, cũng như tăng cường sự trao đổi văn hóa thể thao giữa nhân dân hai nước. Trên nền nhạc, các vận động viên biểu diễn một số tiết mục yoga ấn tượng, mang đến nhiều cảm xúc cho người dân tham dự ngày hội. Đây cũng là dịp để tôn vinh bộ môn thể thao rất phù hợp với thể trạng của người Việt Nam, giúp lan tỏa việc tập luyện đến với toàn dân. Nay là lần thứ 3 mình tham gia và cảm thấy là buổi sáng sớm mà khi mà được tập luyện với mọi người như này rất là cảm thấy trong người rất là thoải mái. Mình tập yoga chắc được 6-7 năm gì rồi thì là cảm thấy sức khỏe rất là tốt, dẻo dai, thư giãn. Nói chung là cái thể chất mình rất là tốt. Rất là vui, hạnh phúc và hào hứng. Rất nhiều là năng lượng. Truyền một nguồn năng lượng rất là lớn cho bản thân tôi và cho học viên tôi và truyền lại cho tất cả mọi người. Yoga là môn thể thao hài hòa giữa tính cá thể và thiên nhiên, là sự hợp nhất giữa sức mạnh thể chất và sức mạnh tinh thần đối với cơ thể con người. Ngày Quốc tế Yoga là một hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng, giúp phát triển ngày một sâu rộng bộ môn này tại Bình Thuận. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Phan Thiết cũng vừa tổ chức khai mạc giải vô địch bóng bàn các câu lạc bộ mở rộng năm 2024 với sự tham dự của gần 100 vận động viên. Nội dung thi đấu gồm đơn và đôi hạng A, hạng B. Giải đấu diễn ra trong 2 ngày 8 và 9 tháng 6. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao trong nhân dân, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Thông qua giải góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, giao lưu học tập, phát triển trình độ chuyên môn giữa các vận động viên của các câu lạc bộ bóng bàn trong và ngoài tỉnh. Giải vô địch trẻ Curac quốc gia 2024 đang diễn ra tại tỉnh Bình Thuận. Đội chủ nhà tham gia giải với 73 vận động viên, trong đó huyện Tuy Phong có đến 32 em. Nhiều vận động viên trong số này là thành viên của đội tuyển quốc gia. Vận động viên Lê Ánh Phát, 12 tuổi, ở huyện Tuy Phong, đơn vị Bình Thuận, thi đấu ở hạng cân dưới 50kg. Tuy thể trạng nhỏ hơn các vận động viên khác, nhưng em luôn thi đấu nỗ lực. Chỉ trong 3 ngày đầu của giải, Ánh Phát đã giành 2 huy chương, 1 bạc và 1 đồng. Lo lắng là sợ bị thua, hôm qua là được một bạc, hôm nay đang tranh được cái đồng. Tham dự giải vô địch trẻ Curac quốc gia 2024, huyện Tuy Phong có đến 32 vận động viên, trong đó có 4 em là thành viên của tuyển quốc gia.
Em đến tới nay là 6 năm rồi. Chiến thắng thì em cảm thấy vui và em thấy mình đã được đền đáp sau những cố gắng. Cũng nhờ được lãnh đạo của đơn vị hỗ trợ giúp đỡ, quan tâm cho các em đó để thành công được ngày hôm nay. Đến với giải vô địch trẻ Curac quốc gia 2024, trong 75 hạng cân, đơn vị Bình Thuận đều có vận động viên tranh tài ở các lứa tuổi. Có nhiều vận động viên mặc dù mới tham gia giải lần đầu nhưng vẫn thi đấu rất tự tin và giành được nhiều huy chương. Các em đa số còn rất mới, có bạn mới tập được 6 đến 7 tháng, có bạn tập được hơn 1 năm và có những lớp cũ nhưng mà số ít đã thi đấu hết mình rất là tốt. Tinh thần các em tập luyện rất là chuyên cần. Tại Bình Thuận, môn Curac được đưa vào tập luyện trong vài năm trở lại đây. Nguồn vận động viên là võ sinh có thời gian tập luyện môn judo, nên các đòn đánh, thế đánh giống với Curac, nhưng không được phép sử dụng những đòn nguy hiểm như siết cổ, khóa khớp cũng như các kỹ thuật dưới thẳng. Với ưu thế là đơn vị chủ nhà, các vận động viên tỉnh Bình Thuận đang thi đấu hết mình và tự tin giành nhiều thứ hạng cao tại giải đấu. Vừa rồi là những tin tức trong Bình Thuận 24/7 và bây giờ thì xin được mời chị Thanh Mai và anh Dương Chiến tiếp tục chương trình. Xin được cảm ơn chị Yên Đan đã chia sẻ những tin tức trong Bình Thuận 24/7. Chương trình xin được tiếp tục với các nội dung khác. Thưa quý vị, từ bao đời nay dòng sông La Ngà luôn gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của hai huyện Tánh Linh, Đức Linh, bởi chính dòng sông này là nơi cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất chính cho người dân nơi đây. Là địa phương ở đầu nguồn sông La Ngà nên trong quá trình khai thác sử dụng, huyện Tánh Linh rất chú trọng đến công tác gìn giữ và bảo vệ. Phóng sự sau đây sẽ đề cập chi tiết. Dòng sông La Ngà bắt nguồn từ cao nguyên tỉnh Lâm Đồng đi qua hai huyện Tánh Linh, Đức Linh. Điểm cuối chảy vào hồ Trị An, tỉnh Đồng Nai. Có thể nói, dòng sông La Ngà như là mạch sống để giúp vùng đất Tánh Linh ngày càng trù phú hơn. Nhờ có nguồn nước từ dòng La Ngà mà đến nay, người dân các địa phương của huyện Tánh Linh đã phát triển ổn định 11.000 hecta đất chuyên lúa nước và hàng chục nghìn hecta cây trồng khác. Do đó, nguồn nước từ dòng sông La Ngà luôn được địa phương, nhất là khu vực đầu nguồn khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm gắn với bảo vệ. Biết được cái giá trị nước hiện nay hết sức là phải nói là quý. Vì vậy thì đối với địa phương thì trên các cái diễn đàn cũng như các cái cuộc họp tuyên truyền cho các hệ thống chính trị cũng như là bà con nhân dân cố gắng làm sao là đảm bảo về cái vệ sinh, không xả rác thải, như là duy trì được cái vấn đề thu gom khi mà có cái xe lưu động. Và đặc biệt nữa thì địa phương cũng thường xuyên là kiểm tra các cái khu vực là xung yếu, để có cái vận động bà con là có cái là kè chắn, tránh cái việc là lấn chiếm hoặc là sạt lở ảnh hưởng tới cái nguồn nước chung. Nước là tài nguyên vô cùng quý giá, không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân mà còn đáp ứng cho sự phát triển kinh tế xã hội nói chung. Do đó, việc khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước đã và đang được các cơ quan chức năng người dân rất quan tâm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 1088 về việc triển khai thực hiện quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, dòng sông La Ngà đi qua hai huyện Tánh Linh và Đức Linh, tỉnh Bình Thuận thuộc quy hoạch lưu vực sông Đồng Nai. Do đó, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống tác hại do nước gây ra đang được ngành chức năng của tỉnh Bình Thuận rà soát, bổ sung vào phương án phù hợp với quy hoạch tỉnh Bình Thuận. Riêng trên địa bàn huyện Tánh Linh, khoảng 55 cây số chiều dài sông La Ngà, phần lớn là đi qua các cánh đồng lúa. Hiện chưa có đơn vị sản xuất, kinh doanh nào được cấp phép xả thải vào dòng sông. Hiện nay đến hiện trạng bây giờ thì trên sông La Ngà này thì chủ yếu là một số hộ dân họ đang cái hoạt động sinh sống ven cái khu vực sông La Ngà thì chủ yếu rác thải thôi. Thì đến bây giờ tuyên truyền vận động thì người dân phân loại rác không có bỏ xuống sông suối. Còn về cái xả thải á, thì trên dòng sông này chưa có cơ sở sản xuất danh nào gọi là xả thải trực tiếp ra cái dòng sông. Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là sông La Ngà này á là cái hình dạng là hình lá,
cho nên hoài cái nhánh cái sông chính là sông La Ngà này có một số sông suối nhỏ là hụp lưu lại. Như thế thì không phải trực tiếp sông La Ngà mà các cái nhánh sông suối nhỏ hụp lưu lại để ra sông La Ngà thì chúng tôi đều phải kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu phải xin cấp phép xả thải. Và khi đã cấp phép xả thải thì tức là phải đảm bảo các cái chỉ tiêu, các cái tiêu chí về các cái hàm lượng về bảo vệ môi trường. Nhờ có nguồn nước dồi dào mà dọc hai bên dòng sông La Ngà là những cánh đồng lúa xanh tốt, mang lại những mùa vàng bội thu cho người nông dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hạn hán diễn biến theo chiều hướng xấu như hiện nay, càng cho thấy giá trị của nguồn tài nguyên nước quan trọng như thế nào đối với đời sống, kinh tế, xã hội. Do đó, dòng sông La Ngà đã và đang được người dân, chính quyền địa phương huyện Tánh Linh chung tay bảo vệ, như bảo vệ mạch sống cho vùng đất chuyên về sản xuất nông nghiệp. Màu xanh của những cánh đồng trù phú, vườn tược, cây trái ở Tánh Linh càng thêm khẳng định vai trò quan trọng của dòng sông La Ngà đối với sự phát triển của địa phương này hôm nay và mai sau. Không chỉ có vậy, trong thời gian qua, tận dụng được lợi thế từ nguồn nước, người dân đã phát triển kinh tế bằng việc nuôi trồng thủy sản lồng bè trên sông. Nguồn lợi mang lại từ việc nuôi cá lồng bè rất lớn, không chỉ giúp ổn định cuộc sống người dân mà còn đóng góp rất quan trọng với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị, ở mọi vị trí công việc sẽ gắn với trách nhiệm khác nhau. Riêng ở lĩnh vực y tế, công việc trong màu áo blue trắng đều mang một chức trách chung, đó là vì sức khỏe của cộng đồng. Dạ vâng ạ, với những việc làm đầy tâm huyết và trách nhiệm đối với bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Ngọc Khang được tuyên dương là một trong những thầy thuốc trẻ tiêu biểu cấp tỉnh. Gần 17 năm công tác tại bệnh viện này, một ngày làm việc của bác sĩ Nguyễn Ngọc Khang xoay liên tục từ các phòng khám, chưa kể trực tiếp tham gia các phẫu thuật chuyên khoa. Hai cái cơ duyên, thứ nhất là ngày xưa mình sinh ra ở vùng quê nghèo á, thì thấy một số bà con mình nửa đêm nửa hôm trời mưa bệnh á, đi di chuyển khó khăn quá, thì nên mình muốn học phục vụ cho bà con ở địa phương. Những đêm khuya mưa gió không có xe cộ. Thứ hai là nối nghiệp theo của ông bố ở nhà. Tự hào khoác trên mình chiếc áo blue trắng, bác sĩ Khang không ngừng trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong từng phần việc được giao. Nhờ đó nhận được sự tín nhiệm từ đồng nghiệp, lãnh đạo và bệnh nhân. Về chất lượng chuyên môn. Điều thứ hai nữa là về cái tâm của người thầy thuốc đối với bệnh nhân. Thì trường hợp bác sĩ Khang là một bác sĩ trẻ mà có được hai yếu tố này. Về tham gia công tác cộng đồng thì bác sĩ Khang cũng rất là tích cực. Bác sĩ Khang á, thì nhiệt tình, mình hỏi cái gì thì bác sĩ cũng nói, mình cũng yên tâm. Không chỉ hoàn thành tốt công việc được giao, bác sĩ Khang vẫn miệt mài theo đuổi ước mơ ban đầu của mình, giúp đỡ bà con chưa có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế. Đây là một trong 12 thầy thuốc trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, vừa được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Thuận tuyên dương. Hội thầy thuốc trẻ chúng tôi đã thực hiện rất nhiều cái công tác khám bệnh chữa bệnh cho người dân tại một số cái địa phương, thì đã được cái sự mà hưởng ứng tích cực của các thành viên trong hội thầy thuốc trẻ, qua đó nổi lên nhiều gương rất tốt như là bác sĩ Khang và một số bác sĩ khác, thì đã góp phần chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn. Tất cả những cái phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào đoàn, phong trào cứu hội thì bản thân tôi luôn là đi đầu, tại vì cái đó là mình mong muốn góp một phần sức lực nhỏ bé của mình cho những cái đối tượng bà con có hoàn cảnh khó khăn để cùng vượt qua cái khó khăn trong cuộc sống. Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người và đội ngũ các thầy thuốc đã và đang phục vụ hết mình chăm lo cho sức khỏe nhân dân. Tiếp nối truyền thống gia đình, bác sĩ Khang đã và đang viết tiếp ước mơ của riêng mình trên màu áo blue trắng, lương y như từ mẫu. Quý vị thân mến, không chỉ bác sĩ Nguyễn Ngọc Khang mà đội ngũ y tế trong toàn tỉnh vẫn đang ngày đêm tận tụy với công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Mỗi người với vị trí, vai trò khác nhau đều chung tay góp sức vào công cuộc xây dựng quê hương. Mỗi người dân có thể là đại sứ để quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương, con người Bình Thuận đến với bạn bè khắp nơi.
Biết đến và mong muốn khám phá vùng đất của biển xanh, cát trắng, nắng vàng, nhiều du khách đã chọn thành phố biển Phan Thiết để là nơi nghỉ dưỡng đấy. Đúng rồi đó anh Dương Chiến ơi, và chúng ta thấy là Phan Thiết bây giờ đẹp hơn và lung linh hơn rất là nhiều về đêm bởi có nhiều con đường, nhiều tuyến phố được thắp sáng lung linh trong ánh đèn đa sắc. Khi màn đêm buông xuống, thành phố Phan Thiết rực sáng ánh đèn. Chỉ chờ khoảnh khắc này, một nhóm bạn trẻ đến cùng rủ nhau đi bộ dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành, vừa ngắm cảnh vừa thì thấy thành phố Phan Thiết có nhiều thay đổi rất là vượt bậc. Như tuyến đường Nguyễn Tất Thành này thì thấy trên mạng thì review rất là nhiều. Hôm nay xuống đây thì sẽ đến đây để chụp hình. Cái hệ thống đèn bữa nay nó cũng khác so với những năm trước thì nó cũng đẹp hơn, và cái biểu tượng của Bình Thuận chúng ta thì cũng biết về hải sản rất là đẹp. Khi mà em đặt chân tới đây á, thì em cảm thấy là cái không khí ở đây á, khi mà nhìn thấy sáng được mọi thứ thì cái hệ thống chiếu sáng ở đây em thấy là nó sáng, nó làm cho cái khu phố chỗ này nó trở nên lung linh hơn. Nó lung linh tới nỗi mà em muốn chụp hình hết tất cả các dãy ở đây. Những con cá nó cũng có hình đẹp lắm, nó thay đổi màu sắc theo cái giống như kiểu là màu của dự án đèn chiếu sáng trang trí trục đường Nguyễn Tất Thành thì hiện nay là đã thi công đạt 80% khối lượng. Mục tiêu đầu tư là tạo ánh sáng đa sắc về đêm, làm nơi check-in cho người dân địa phương và khách du lịch. Thì hiện nay là đã thi công hoàn thành các trụ hoa biển, con cá cơm và một số biểu tượng, thì còn hai cái biểu tượng nữa là biểu tượng tháp Bosanu và biểu tượng check-in của thành phố Phan Thiết. Thì thời gian tới thì thi công hoàn thành, dự kiến là hoàn thành trong tháng 6 năm 2020. Quý vị thân mến, một Phan Thiết rạng rỡ vào ban ngày và lung linh khi đêm đến làm say đắm lòng người. Hãy đến và cảm nhận cho riêng mình quý vị nhé. Đến đây chương trình cũng xin tạm dừng. Cảm ơn công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Tổng công ty Phát điện 3 và nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đồng hành cùng chương trình. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.